Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn ảnh truyền hình Little Saigon TV và sau đây kính mời quý vị cùng theo dõi một thờ sự trong tuần qua bài viết của tác giả Ngô Nhân Dụng. Kính thưa quý vị, trong cuối tuần giữa tháng 5 thì hai người bị giết và ba người bị thương tại một chợ trời ở Harris County, Texas. Còn tại Orange County, California thì có 5 người bị thương và một người chết trong một nhà thờ. Tại một sân bóng rổ ở Milwaukee, 21 người bị thương trong một cuộc đấu súng, và tại Buffalo, một người tên Peyton Gordon, người đã bị bắt giữ sau vụ thảm sát ở thành phố Buffalo, còn để lại những ghi chú trên trang mạng dài hơn 600 trang, cho thấy là anh này đã chú ý đến 3 địa điểm để chọn với mục đích gọi là bắn hết bọn da đen. Shoot all blacks. Gendron vẽ đường đi tới từng địa điểm, tính toán thời gian cần thiết cho công tác bắn giết hơn 30 người. Buffalo là một thành phố nhân các phân cách chủng tộc, đứng hàng thứ bảy ở Mỹ theo tài liệu của cơ quan nghiên cứu Booking Institution. Người da trắng phần lớn ở phía tây, phía thác này Falls với những công viên xanh, các con đường lớn phẳng phiêu trồng cây. Người da đen phần lớn ở phía đông, mặt đường gồ ghề, ít trồng cây, nhiều lô đất để trống và các cửa tiệm đóng kín bằng ván gỗ. Theo một nghiên cứu của Đại học University of Buffalo, thì lợi tức gia đình bậc trung, tức là median household income của năm 2019 cho người da đen ở Buffalo là 28.320 đô la, cho người da trắng là 49.159 Tỷ số người da đen được xếp hạng nghèo trên lên tới 31% và người da trắng là 9%. Vào tháng 11 của năm ngoái, thì Gandron đã đăng trên mạng Discord của bản tuyên bố của Brenton Tarrant, người đã tấn công vào hai nhà thờ Hồi giáo ở New Zealand vào năm 2019. Anh ta báo trước một biến cố kiểu Brandon Terrain sắp xảy ra ở trên mạng, là nơi trao đổi ý kiến được những người da trắng cực đoan sử dụng. Vào ngày 4 tháng 5 tháng 12, thì Gendron đã ghi trong nhật ký rằng đã đến lúc hành động đối với các chủng tộc hạ đẳng. Anh ta viết, tôi sẽ đánh bọn, đánh bọn thay thế, tức là replace, và sẽ quay phim cuộc tấn công này. Gendron đã quyết định phải giết những người gọi là Replacer, bọn thay thế, từ này xuất phát từ thuyết gọi là cuộc thay thế vĩ đại. The Great Replacement được truyền bá trong đám kỳ thị chủng tộc khắp thế giới. Trong một tài liệu khác dài 180 trang được viết 2 ngày trước khi đi bắn giết, thì Gendron đã nhắc tới lý thuyết này, nói rằng những người không trắng đang được đưa vào nước Mỹ để thay thế cho những người Mỹ da trắng. Và cuối cùng, tên này đã chọn siêu thị Tops ở cách nhà hơn 200 dặm. Vào ngày 8 tháng 3, Gendron đến quan sát siêu thị Tops nhận xét và ghi lại coi có bao nhiêu người bảo vệ, họ mang súng gì. Tên này đã đếm được 53 người da đen, 6 người da trắng, hai nhân viên an ninh da đen mang súng Glock và anh ta còn tự hỏi tại sao nhân viên điều tra liên bang tức là FBI lại không theo dõi hay ngăn cản mình. Đến ngày 28 tháng 4 còn đoán rằng chắc là họ cũng muốn chuyện này. Và cuộc thay thế vĩ đại The Great Replacement là một lý thuyết bắt nguồn từ cuốn sách làn sóng người da màu đang lên chống người da trắng thượng đẳng. The Rising Tides of Color Against the White World Supremacy của Lothrop Stora là một người công khai tỏ lòng ngưỡng mộ Adolf Hitler. Stora đã nói rằng tất cả các tiến bộ của loài người là do công của giống người da trắng phương Bắc ở Âu Châu và các chủng tộc da màu thấp kém đang sinh đẻ thật nhiều để mà thay thế họ. Theo tuần báo Economist, lý thuyết The Great Replacement mô tả một âm mưu của người Do Thái tìm cách đưa các giống da màu vào các nước da trắng khắp thế giới để thay thế họ. Vì dân da màu không trắng thấp kém, cho nên ngoan ngoãn dễ bảo hơn. Ở Pháp, ứng cử viên tổng thống hụt là Eric Zemmour đã nói rằng nền văn minh Hồi giáo đang thay thế những người theo truyền thống thiên chúa giáo và Hy Lạp. Và năm 2011, Renaud Camus đã xuất bản cuốn sách tố cáo dân hồi giáo đang xâm nhập vào nước Pháp để thay thế cho người da trắng. Còn ở Mỹ thì nhà bình luận nổi tiếng là Tucker Carlson ở trên Fox News cũng tố cáo chính quyền hiện đây là đang muốn thay thế người Mỹ bằng các cử tri di dân dễ bảo hơn từ các nước nghèo và những lý thuyết như cuộc thay thế vĩ đại chỉ ảnh hưởng đến một thiểu số, một đám người quá khích rất nhỏ trong xã hội Âu Mỹ. Chỉ có một điểm đặc biệt ở nước Mỹ là bọn người quá khích này có quyền mua súng một súng cũ dễ dàng như là đi mua xe. Theo thống kê của CDC trong chính phủ Mỹ, số người chết vì súng trong năm 2020 đã lên con số cao nhất chưa từng thấy. Số người tự tử bằng súng cũng tăng 35%. Và người đàn ông tên Gendron đã thăm 6 tiệm bán súng 15 lần từ tháng 12 đến giữa tháng Giêng của năm 2022. Hắn đã mua một khẩu súng tự động và năm 16 tuổi thì Gendron đã được ông bố tặng cho một khẩu súng săn làm quà Giáng sinh. Peyton Gendron chỉ tìm giết người da đen, nhưng các nhóm kỳ thị chủng tộc đề cao da trắng thượng đẳng cũng không coi bất cứ người da màu nào là đáng sống ngang hàng với họ. Ngày 11 tháng 5 vừa rồi, một người đàn ông 36 tuổi bước vào tiệm hớt tóc trong khu Koreatown ở Dallas, Texas và bắn bị thương ba người phụ nữ gốc hàng. Cảnh sát Dallas thấy nghi can dùng một chiếc xe màu đỏ đã xuất hiện tại hai khu vực khác nhắm vào cơ sở thương mại cũng của người ở gốc Á Châu. Và chúng ta nhớ là một vụ tương tự Atlanta năm ngoái, 6 trong 8 nạn nhân là những người phụ nữ gốc hoa. Một chủ tiệm người Việt ở Texas cũng từng bị bọn kỳ thị chủng tộc viết lời đe dọa ra lệnh cút về nước. Từ khi có lệnh dịch Covid, thì theo FBI, số các tội ác nhắm vào người Á Châu đã tăng lên. Từ tháng 3 năm 2020 đến tháng 12 năm 2021, đã xảy ra 11.000 vụ. Theo nhóm Stop AAPI Hate, đa số nạn nhân là phụ nữ. Và mỗi lần diễn ra một tội ác mang tính chất kỳ thị chủng tộc như ở Buffalo, thì chúng ta lại nhớ rằng tất cả mọi người đều phải góp sức để bảo vệ công lý, tranh đấu cho một xã hội hòa hợp và bình đẳng. Quý vị vừa theo dõi một thời sự trong tuần của Liberation TV qua bài viết của tác giả Ngô Nhân Dụng, trình bày trước máy độ Tân Khoa. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại trong chương trình phát hình kỳ tới.